diệt bất thủ trước. Hiện tượng ngay trước mắt, quý vị không khởi ý niệm nói tôi muốn khống chế nó, tôi muốn chiếm hữu nó, tôi muốn hưởng thụ nó, quý vị sẽ không khởi ý niệm này. Vì sao vậy? Vì tự tha đều bất khả đắc. Tự tánh tôi là không tịt, tất cả hiện tượng bên ngoài tự tánh cũng là không tịt, nên ý niệm này sẽ không sanh. Đây gọi là diệt bất thụ trước, không thụ tướng, không chấp tướng. Đây là gì? Đây là trí tuệ. Nói cách khác, trí tuệ nghĩa là gì? Trí tuệ chính là không trước tướng, đối với hiện tượng rõ ràng minh bạch, không chấp trước, chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là trí tuệ. Trước tướng là gì? Trước tướng không phải là trí tuệ. Chấp tướng gọi là tình thức. Trong hiện tướng này chúng ta khởi lên tình chấp. Chấp là chấp trước, tình là mê, tình là không phải trí. Lục đạo phàm phu nhất định sanh khởi lên là tình chấp, nó không phải trí tuệ. Tình chấp nhất định phải biết, lấy tình chấp làm tâm, nghĩa là trong tâm tưởng, trong tâm nhớ. Tâm này của tình chấp là tâm luân hồi. Bất luận làm điều gì, ngày ngày niệm Phật A-di-đà đều gọi là tạo nghiệp luân hồi. Nhưng là nghiệp tốt nhất trong nghiệp luân hồi, không đọa ba đường ác, đời sau có thể được phước báo nhân thiên, nhưng không thoát được lục đạo luân hồi, không ra khỏi luân hồi lục đạo, quý vị sẽ rất phiền phức. Quý vị thử nghĩ xem, một ngày chúng ta niệm Phật hiệu bao nhiêu thời gian? Không tính số lượng. Một ngày chúng ta niệm danh hiệu Phật mấy tiếng? Còn mấy tiếng suy nghĩ lung tung? Quý vị thử tính kỹ điều này. Nếu một ngày thật sự có thể niệm được 4 tiếng danh hiệu Phật, còn 20 tiếng nghỉ đông nghỉ tây, coi như mỗi ngày chúng ta niệm 4 tiếng Phật hiệu, công phu rất đắc lực. Quả báo này là lên cõi trời, đến đó hưởng phước trời. Có người khi hưởng phước liền hồ đồ, quên mất Phật hiệu. Khi hưởng phước hết, tội báo trong 20 tiếng suy nghĩ lung tung đó liền hiện tiền, khiến chúng ta đi vào trong ba đường ác. Chúng ta nghĩ đến chân tướng sự thật này, không ai không kinh hoàng, không ai không sợ hãi. Phải làm sao? Tôi đem nó điều chỉnh lại. Mỗi ngày tôi niệm Phật 20 tiếng, vọng tưởng 4 tiếng, nhất định được đến thế giới cực lạc. Bốn tiếng đó là gì? 4 tiếng để ngủ. Niệm Phật 20 tiếng, 4 tiếng nghỉ ngơi. Đây là gì? Đây là Đức Thế Tôn đặt ra. Khi Đức Phật còn tại thị, tăng đoàn của Ngài buổi tối ngủ 4 tiếng đồng hồ, nửa đêm là ngủ nghỉ. Nửa đêm từ 10 giờ đến 2 giờ 4 tiếng là thời gian nghỉ ngơi trong tăng đoàn. 2 giờ sáng phải dậy để tu tập thời khóa sáng.
Ngày ăn một bữa, ăn một bữa cơm trưa, Trung Nhật phân. Ấn Độ lấy một ngày một đêm chia thành 6 giờ. 3 ngày là sơ Nhật phân, Trung Nhật phân, hậu Nhật phân. Buổi tối là sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Chúng ta dùng Tý Sửu Dần Mão 12 giờ. Ấn Độ là 6 giờ. Hiện nay người ngoại quốc dùng 24 giờ, nên gọi là tiểu thời, tức tiếng đồng hồ, nhỏ hơn so với chúng ta. Không nghĩ sẽ không biết, cứ hồ đồ suốt cả đời. Nghĩ lại mới thật đáng sợ. Ngày nào cũng nghe kinh, ngày ngày niệm, ngày ngày đang giảng dạy học tập, nhưng khi đặt kinh xuống thì lập tức mê hoặc, vẫn bị tình chấp làm chủ. Mà tự cho mình đúng. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu không bình tĩnh, tư duy tường tận, thì tự mình không thể phát hiện ra, còn cho rằng mình tu không tệ, tu rất tốt. Đến cuối cùng không thể giảng sanh, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Lúc này oán trách Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát gạt tôi. Như vậy thì tội càng thêm nặng. Ý niệm này vừa khởi, lập tức vào địa ngục. Vì sao vậy? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Không biết chính mình sai, còn đi trách người khác.